도착했습니다. 베트남의 경제, 문화의 중심지 호치민에 오신 것을 환영합니다. 맞바람이 부는 관계로 도착이 예정보다 늦어졌습니다. 지금 이곳은 4월 13일 월요일 오전 11시 59분입니다. 여러분의 안전을 위해 비행기가 완전히 멈춘 후 좌석 벨트 표시 등이 꺼질 때까지 자리에서 기다려 주십시오. 선반을 여실 때는 안에 있는 물건이 떨어질 수 있으니 조심해 주시고 내리실 때는 잊으신 물건이 없는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. 오늘도 스카이팀 회원사인 저희 대한항공을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 저희 승무원들은 앞으로도 안전하고 편안한 여행을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen, we have landed at Ho Chi Minh Thanh Xuân International Airport. Today we are delayed due to headwinds. The local time is 11:59 a.m. Monday, April 13th. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. Be careful when opening the overhead bins as the contents may have shifted during the flight. Please remember to take all of your belongings. Thank you for choosing Korean Air, a member of SkyTeam, as we hope to see you again soon. Bay ngày hôm nay khởi hành chậm vì lý do kỹ thuật. Giờ địa phương bây giờ là 12 giờ sáng ngày 13 tháng 4. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách ngồi yên tại chỗ. Khi mở ngăn đựng hành lý phía trên, xin quý khách cẩn thận vì hành lý bên trong có thể bị dịch chuyển trong khi bay, và xin nhớ mang theo toàn bộ hành lý khi rời máy bay. Xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn bay cùng chúng tôi, hãng hàng không Korean Air, một thành viên của SkyTeam Alliance. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.